Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ông Erdogan dọa trả đũa vụ Mỹ bắn rơi UAV Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ áp dụng hành động cần thiết để đáp trả vụ Mỹ bắn rơi UAV vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Sự việc đã hằn sâu vào tâm trí quốc gia của chúng ta và hành động cần thiết sẽ được thực thi vào thời điểm thích hợp. Không có nghi ngờ gì về điều đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với các thông viên sau phiên họp hội các hôm 9 tháng 10. Phát biểu được đưa ra khi ông Erdogan đề cập vụ tiêm kích Mỹ bắn rơi máy bay không người lái UAV vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria hồi tuần trước. Đây là lần đầu tiên Ankara xác nhận UAV bị bắn rơi thuộc sở hữu của nước này, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không nêu những hành động đáp trả cụ thể. Hai quan chức Mỹ giấu tên nói rằng tiêm kích F-16 nước này đã bắn hạ UAV Thổ Nhĩ Kỳ trên bầu trời Syria hôm 5 tháng 10, nhấn mạnh phi cơ mang theo vũ khí vào thời điểm xảy ra sự việc. Và Washington đã nhiều lần tìm cách liên hệ với Ankara để cảnh báo rằng nó đang hoạt động gần lực lượng Mỹ. Sự việc cũng đánh dấu lần đầu Mỹ bắn rơi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đồng minh trong NATO. Quan chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sau đó phủ nhận UAV thuộc biên chế lực lượng vũ trang nước này, nhưng từ chối bình luận ai là chủ sở hữu phi cơ. Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch không kích lực lượng người Quds ở Syria và Iraq sau vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Ankara ngày 1 tháng 10, khiến hai cảnh sát bị thương nhẹ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chỉ duy trì lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để hỗ trợ chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và bảo vệ các cơ sở khai thác dầu mỏ vốn do lực lượng người Quds kiểm soát. Khoảng 700 lính Mỹ đóng ở căn cứ Al-Saradi gần thành phố Al-Hasad, đông bắc Syria và 200 binh sĩ đồng trú tại căn cứ Antai gần biên giới Syria-Jordan. Ông Medvedev nói Hamas dùng vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine. Ông Medvedev nói Hamas sử dụng vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine tấn công Israel, cảnh báo chúng sẽ bị dùng không kiểm soát ở các điểm nóng xung đột. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 9 tháng 10 cho rằng những kẻ tham nhũng ở Kiev sẽ bán mọi thứ mà chúng nhận được như xăng dầu, thực phẩm và vật tư khác. Tình hình sẽ chỉ thêm tồi tệ, xe tăng, tên lửa và máy bay từ Ukraine sẽ sớm xuất hiện trên chợ đen, ông Medvedev cảnh báo. Vũ khí viện trợ cho Ukraine được sử dụng trong đợt tấn công nhằm vào Israel, ông Dmitry Medvedev nhận định. Số vũ khí này sẽ bị sử dụng một cách không kiểm soát tại các điểm nóng, giống như những gì mà Mỹ bỏ lại khi rút khỏi Afghanistan. Bình luận của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh có thông tin các tay súng Hamas sử dụng một số vũ khí do Mỹ sản xuất trong đợt tấn công nhằm vào Israel cuối tuần trước. Cơ quan tình báo quân đội Ukraine GUR ngày 9 tháng 10 cáo buộc Nga triển khai chiến dịch làm mất uy tín Ukraine tại Trung Đông. GUA tuyên bố số vũ khí phương Tây mà Hamas sử dụng là chiến lợi phẩm mà Nga thu được từ quân đội Ukraine. Marjorie Zwinney, hạ nghị sĩ đảng Cộng Hòa, kêu gọi cần phải kiểm tra nguồn gốc số vũ khí trong tay Hamas nói trên, cho rằng chúng có thể đến từ Ukraine và Afghanistan. Hamas, nhóm vũ trang kiểm soát dải Gaza, ngày 7 tháng 10 tuyên bố phóng hơn 5.000 quả rocket và mở đợt tấn công phối hợp bằng đường bộ, dù lượng trên không, đường biển nhằm vào Israel. Nhóm Hamas cho biết chiến dịch bắt nguồn từ những cuộc tấn công ngày càng leo thang của TAV nhằm vào người Palestine ở bờ Tây, Jerusalem và trong các nhà tù Israel. Sau khi bị bất ngờ vì chiến dịch phản công, Israel tuyên chiến với Hamas và tập trung lực lượng giành lại các thị trấn, khu định cư từ tay đối phương, đồng thời nhiều lần không kích vào gãy Gaza. Các cuộc đụng độ đến nay đã khiến ít nhất 900 dân thường và binh sĩ Israel thiệt mạng, trong khi giới chức Gaza cho hay số người chết ở dải đất này đã tăng lên gần 700 người. Tin kế tiếp, Mỹ gấp rút gửi hệ thống phòng không cho Israel. Washington đang đẩy nhanh chuyển giao vũ khí phòng không và đạn dược cho Tel Aviv, đồng thời phủ nhận khả năng điều quân đến hỗ trợ Israel. Các máy bay vận tải đã cất cánh. Chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ các hệ thống phòng không và đạn dược cho Israel, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với đối tác ở Tel Aviv để xác định và đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của họ, quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết hôm 9 tháng 10. Giới chức Mỹ chưa công bố chi tiết về những đề xuất viện trợ do Israel đưa ra. Quan chức giấu tên nói rằng Washington đã yêu cầu các tập đoàn quốc phòng tăng tốc thực hiện những đơn hàng của Tel Aviv,
cũng như nghiên cứu khả năng rút kho vũ khí của Mỹ để chuyển cho Israel. Người này dường như cũng bác bỏ những lo ngại rằng Mỹ có thể gặp khó khăn trong nỗ lực duy trì viện trợ vũ khí cho cả Israel và Ukraine. Chúng tôi vẫn có thể đảm bảo hỗ trợ cho cả hai nước, cũng như duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên toàn cầu, quan chức Mỹ cho hay. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby sau đó xác nhận, lô hàng viện trợ an ninh đầu tiên của Washington cho Tel Aviv đang trên đường vận chuyển đến Israel. Ông cũng bác bỏ khả năng Mỹ triển khai binh sĩ tại Israel để hỗ trợ đồng minh. Chúng tôi không có ý định như vậy, nhưng Tổng thống Joe Biden luôn đảm bảo rằng Mỹ sẽ bảo vệ các lợi ích quốc gia ở mọi nơi trên thế giới. Tôi sẽ chỉ nói như vậy, phát ngôn viên Kirby cho hay. CNN dẫn lời nguồn tin giấu tên nói rằng các quan chức Nhà Trắng tới 8 tháng 10 họp với lãnh đạo Hạ viện Mỹ để thảo luận về biện pháp tăng cường ủng hộ với Israel. Đạn tên lửa Tamir cho hệ thống Evorom vòng sắt là một trong những vũ khí được Washington chuyển giao. Tàu Washington Post hôm 8 tháng 10 dẫn các nguồn tin giấu tên am hiểu các vấn đề cho biết theo Aviv đã đưa ra hàng loạt đề nghị viện trợ cụ thể với Washington, trong đó có bổ sung kho dự trữ tên lửa Amir, bom dẫn đường cỡ nhỏ SDB, đạn súng máy và tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến hoạt động quân sự ở miền nam Lebanon. Các nguồn tin cho hay kho dự trữ đạn Tamir của Israel vẫn đảm bảo trong thời gian ngắn, nhưng nước này nhiều khả năng sẽ cần thêm nguồn cung từ Mỹ nếu giao tranh kéo dài. Mỹ và Israel từng ký thỏa thuận về sử dụng nguồn cung quân sự hai chiều. Washington đã rút đạn pháo 155mm từ kho dự trữ của Tel Aviv để cung cấp cho quân đội Ukraine. Việc rút tên lửa cho hệ thống vòm sắt từ kho dự trữ của Mỹ có thể là động thái tương tự. Thất bại của quân đội Israel khi Hamas đột kích. Khi tiếng nổ vang lên và đạn bay qua nhà Tamir Abrek ở Mefasim gần biên giới giải Gaza, ông liên tục tự hỏi quân đội Israel đang ở đâu. Ngày 7 tháng 10, bắt đầu với còi báo động không kích từ sáng sớm, điều Tamir Abrek đã nhiều lần chứng kiến khi sống tại thị trấn Mefasim gần giải Gaza, nơi lực lượng Hamas thường phóng rocket vào lãnh thổ Israel. Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác. Khoảng 4.000 quả rocket đã được Hamas ồ ạt phóng ra để gây quá tải hệ thống phòng không vòm sắt của Israel. Trong lúc những quả rocket gầm rít trên bầu trời, các tay súng Hamas áp sát hàng rào biên giới bắt đầu một trong những trận tấn công đáng sợ nhất vào lãnh thổ Israel trong hơn 7 thập kỷ qua. Tamir Abrek sau đó cùng các con chạy khỏi thị trấn. Họ luôn cúi đầu để tránh nhìn những thi thể người Israel nằm rải rác trên đường. Dù Israel không xa lạ với những cuộc tấn công, sự kiện ngày 7 tháng 10 là điều chưa từng thấy. Quân đội Israel đã hoàn toàn mất cảnh giác và không thể bảo vệ biên giới của mình. Dù quốc gia này nhiều thập kỷ qua được xem là cường quốc công nghệ đáng tự hào, với lực lượng vũ trang ấn tượng cùng cơ quan tình báo hàng đầu thế giới. Toàn bộ hệ thống đã thất bại. Hệ thống quốc phòng rõ ràng đã không thể cung cấp sự đảm bảo cần thiết cho dân thường Israel. Jonathan Corrigan, cựu phát ngôn viên quốc tế của lực lượng phòng vệ Israel, IDF nói, đây giống như trận chân tru cảng đối với Israel. IDF liên tục né tránh câu hỏi liệu cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 có phải là thất bại tình báo hay không. Phát ngôn viên quân đội Richard Head nói rằng Israel đang tập trung cho cuộc chiến hiện tại với Hamas và bảo vệ mạng sống của người dân. Đây rõ ràng là một chiến dịch đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ của Hamas, không phải hành động bộc phát. Thật đáng ngạc nhiên khi nó không bị Israel và các đối tác an ninh của họ phát hiện. Thật khó tưởng tượng được một trong những thất bại an ninh như vậy trong lịch sử Israel. Clayton Katuic, phó chủ tịch chính sách tại Viện Trung Đông ở Washington, Mỹ, nói, kể từ khi rút quân khỏi giải Gaza năm 2005, Israel đã chi hàng tỷ USD để bảo vệ biên giới trước nguy cơ bị tấn công. Vòm sắt, hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả được xây dựng với hỗ trợ của Mỹ, giúp Israel ngăn chặn các cuộc tập kích bằng rocket. Tel Aviv cũng đã chi hàng trăm triệu USD để xây dựng hàng rào biên giới thông minh với các cảm biến và tường ngầm hoàn thành vào cuối năm 2021 để ngăn có hoạt động xâm nhập. Ông đi kết, cựu phát ngôn viên quân đội Israel nói rằng sau những thất bại đáng chú ý trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, Israel sẽ phải tung ra những đòn đáp trả theo cách mà họ chưa bao giờ làm trước đây, với mục tiêu cuối cùng là hủy diệt Hamas. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay và cập nhật đầy đủ thông tin chính xác và nhanh nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay luôn nha. UAV, mối đe dọa hàng đầu với xe tăng.
Cuộc tấn công của Hamas vào Israel và chiến sự Ukraine cho thấy UAV giá rẻ trở thành một trong những vũ khí hiệu quả nhất để đối phó xe tăng. Lực lượng Hamas hôm 8 tháng 10 công bố video máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ sử dụng đầu đạn BG-7BV để hủy hoại quá một xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava Mark 40M hiện đại được Israel triển khai gần biên giới với dãy Gaza. Trong video, UAV của Hamas tiếp cận chiếc Merkava Mark 40M đang quay thấp pháo, thả qua đạn chống tăng liều kép xuống phanh động cơ, khiến xe tăng được bảo vệ tốt nhất thế giới và các công nghệ phòng vệ chủ động và thụ động hàng đầu bốc cháy. Trên chiến trường Ukraine, những gì diễn ra trong vài tháng qua cũng cho thấy UAV góc nhìn thứ nhất, BVF đang trở thành loại vũ khí hiệu quả hàng đầu để đối phó những cỗ xe tăng đắt tiền. UAV BVF đã trở thành vũ khí chống tăng chính của chúng tôi. Nó có thể tiêu diệt được cả T-90, một trong những dòng xe tăng hiện đại nhất của Nga. Thượng úy Yuri Filatov, chỉ huy UAV của lữ đoàn xung kích độc lập số 3 Ukraine cho biết, UAV BVF là một vũ khí có thể điều khiển từ xa bằng tay cầm và một thiết bị đeo trên đầu, giúp người sử dụng có góc nhìn chân thật giống như đang ngồi trong buồng lái. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. Phạm vi hoạt động của chúng là khoảng 15 km, tùy thuộc vào kích thước và tải trọng. Trong khi UAV của Hamas chủ yếu dùng để thả đạn, các loại UAV BVF đóng vai trò như vũ khí tự sát dùng một lần. Chúng sử dụng các loại liều nổ khác nhau tùy vào mục tiêu nhắm tới. Đạn nổ phân mảnh được dùng để tập kích bộ binh, còn đầu đạn ABC dùng để tiêu diệt phương tiện chiến đấu. Với mục tiêu là không gian hẹp như chiến hào, liều nổ nhiệt áp sẽ phát huy hiệu quả cao. Filatov cho biết đội của anh từng vô hiệu hóa 4 xe tăng Nga trong một ngày và sử dụng UAV FPV. Việc có thể vận hành vũ khí này từ khoảng cách an toàn cũng giúp họ giảm bớt thiệt hại về nhân lực. Chúng tôi càng sử dụng nhiều UAV thì càng mất ít người hơn, chỉ huy Ukraine nói. Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov đầu tháng 10 thông báo UAV nước này đã tiêu diệt lượng kỷ lục là 220 khí tài của Nga trong tuần trước đó, bao gồm 55 xe tăng. Theo các chuyên gia quân sự, điểm mạnh của UAV là hiệu quả về kinh tế vượt trội so với mục tiêu bị chúng tiêu diệt. Một chiếc UAV mà lực lượng Ukraine sử dụng có giá chỉ khoảng 400-500 USD, song có thể phá hủy các khí tài trị giá hàng triệu USD của đối phương. Trong khi đó, một tài liệu rò rỉ tháng 8 cho biết Nga đang đẩy mạnh sản xuất UAV nội địa và dự kiến chế tạo tổng cộng 6.000 chiếc vào mùa hè năm 2025, bao gồm các biến thể mới của dòng UAV tự sáng Sanhet 136 do Iran sản xuất. Moscow cũng tích cực cải tiến các dòng UAV hiện hành như Lancet, mẫu dường như đã được tăng gần gấp đôi về phạm vi hoạt động. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Vì ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chợ Lộc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều nỗi ủng hộ từ quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà với những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.